chuyện bác Hồ với thiếu nhi, bài học về chữ tín. Hồi ở Bác Bó, bác Hồ sống rất tràn hòa với mọi người. Một hôm được tin bác đi công tác xa. Một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên bác chạy đến cầm tay bác thưa, bác ơi, bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé. Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói. Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào bác về bác sẽ mua tặng cháu. Nói xong bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt bác nói cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm mình là người lớn đã hứa thì phải làm được đó là chữ tín chúng ta cần phải giữ chọn niềm tin với mọi người